Xin chào những người anh em của tôi. Anh chàng này nhiễm trăm loại độc không chết. Cảnh tượng vừa rồi khiến lạc đà cũng sợ ỉa. Quan trọng là răng cửa đâu mất rồi. Khoảng 2 tháng trước, John phát hiện rất nhiều chấm đen trên bản đồ vệ tinh. Sau nửa ngày nghiên cứu, bất ngờ là anh chẳng hiểu gì cả. Thân là trụ cột trong giới thám hiểm, John không thể ngồi yên một chỗ được. Thế là anh quyết định tới hiện trường điều tra. Địa điểm chính là một trong những nơi nóng nhất thế giới, sa mạc Dorky. Ưu tiên số 1 của anh là bảo vệ chiếc đầu sáng bóng. Những trang bị khác, cái gì cũng mang theo một ít, nếu không rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi sắp xếp xong toàn bộ hành lý, trời chưa sáng, John và camera đã bắt đầu hành trình. Đường đi chính là đường đen John vẽ trên bản đồ. Điểm đến đầu tiên của anh chính là biên giới của Ethiopia. Nghe nói nơi đây còn loạn lạc hơn cả Ukraine lúc này. Nhưng đâm lao phải theo lao, John đành phải tiếp tục lên đường. Đi đến một thị trấn gọi là Momoko, anh liền bắt xe đi vào trung tâm thị trấn để khám phá đường đi ở đây. Rất nhanh John đã xác định được mục tiêu của mình. Trong 7 ngày nhất định phải tới được sa mạc. John liên tục hỏi mấy người dân, nhưng ở đây không ai nói tiếng Anh cả. Mọi người chủ yếu sống bằng nghề trồng khoai, nên không hề có khái niệm về đọc sách. Hơn nữa còn chẳng hề thân thiện. Không một ai muốn nói lời chào với John, chỉ có thể đến trường học tìm cô giáo tiếng Anh. Những người dân hóng hớt nhanh chóng vây lấy John. Tin tốt là anh giai vi rùa cực phẩm này có nghe hiểu được tiếng Anh. Mặc dù phát âm của Michael không chuẩn, nhưng may mà John có trực giác tốt, nên đã thương lượng giá cả. Từ đây Michael sẽ là người dẫn đường cho John. Những người xung quanh có vẻ không hài lòng, muốn gây khó dễ cho Michael. Người dân ở đây không thèm tiền đô la, gạch mới là tiền tệ thông dụng. Với chỉ 10 đô la, John có thể mua được 50 viên gạch. Hai người chất gạch lên xe ba bánh, rồi đi ra trạm xe. Hảo tay lái, John sợ đến mức suýt nữa làm rơi máy quay ra ngoài. Nhưng không hiểu là có chuyện gì, bà chủ quán lại xem John là thứ sinh vật đáng bài xích, sống chết cũng không bán gạch cho anh. Đây mặc dù là một tin xấu, nhưng đã có Michael giúp anh một tay. Michael chỉ cần nói nhanh ba câu, bà chủ đã nhẹ nhàng mở cửa. Sau đó chẳng những không thu tiền xe của họ, mà cho họ thuê loại xe chạy nhanh nhất. Điều này khiến John kích động cười ha hả. Nhớ lại thái độ lồi lõm lúc trước của bà chủ, anh còn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Michael chắc phải có thông não chỉ thuật ghê lắm. Khung cảnh tuyệt đẹp khiến John thêm yêu mến đất nước này. Lạc đà chở hàng ở đây nhiều đếm không xuể. Nghe nói thịt lạc đà này còn ngon hơn cả thịt bò Kobe. John nghe xong liền chảy nước miếng. Người đàn ông vừa bắt tay John tên Kali, anh ta chính là kẻ côn đồ nổi tiếng nhất vùng này. Michael chỉ là một kẻ đàn em của anh ta. Sau mười mấy giờ đồng hồ trèo đèo lội suối, đoàn người cuối cùng đã đến bộ lạc Alpha. Đây chính là cánh cửa dẫn thẳng đến sa mạc Dorky. Có thể trông John quá đẹp trai phong độ, mà đã thu hút một em gái địa phương đến xin in tư. Sướng nhất anh giai. Nhưng hai người họ bất đồng ngôn ngữ. Cô gái nói mình chưa từng gặp ai trắng như John. Tất cả đều xem John như một sinh vật cảnh. Màn đêm buông xuống kéo theo nhiệt độ cũng giảm. John bắt đầu tắm rửa nghỉ ngơi, hồi phục thể lực, để khám phá xem những chấm đen đó rốt cuộc là gì. Mang theo niềm hy vọng đó, John chìm vào giấc mộng ngày xuân. Người khác sợ không dám ăn động vật hoang dã, còn anh ta gặm hết đùi linh dương chỉ trong bữa sáng. Buổi trưa anh ăn một con cua nặng hơn 5 cân, buổi tối nhiều dinh dưỡng hơn hơn với canh cua. Hôm qua, hai mẹ con linh dương đã húc đổ túp lều. John mất chỗ ngủ liền tức nổ đom đóm mắt. Thế là anh liền bắt chước hậu nghệ, chế tạo cung tên. Sau khi thử đi thử lại cả trăm lần, xác nhận cung này có thể giết được cả bò. Trước khi bắt được linh dương, bữa sáng, John chỉ có thể ăn món canh cua đạm bạc, cố gắng ăn cho qua ngày đoạn tháng. Sau đó lại đến sa mạc nhặt phế liệu. Thùng dầu này chính là một bảo bối. Sau khi cắt thùng dầu ra làm đôi, thì lập tức có ngay một chiếc nồi ăn lẩu. Mấy phút sau, John lại nhặt đồng nát được thêm con dao. Hơn nữa con dao còn sắc bén vô cùng, tuy không thể chém sắt như bùn, nhưng chém rau chém thịt thì một phát ăn ngay. Lúc này, trong đầu John chỉ nghĩ đến thịt linh dương. Nhưng đúng lúc anh chuẩn bị lên đường đi săn, thì bị một con cua khổng lồ chặn đường. Lạc trong rừng bấy lâu, John chưa thấy con cua nào to vậy. Anh vui đến mức cười không ngậm được mồm. Thế là không đợi được nữa, ý định bắt linh dương đành gác lại phía sau. Việc bây giờ là phải ăn cua trước đã. Nhưng gần doanh trại đột nhiên truyền đến tiếng kêu lạ, mồi ngon đến tay thì không thể bỏ qua được. John kích động run run cầm cây cung, sau đó ngắm chuẩn mục tiêu rồi phóng chiếc mũi tên dài 9 mét. Tiếc là chỉ lệch mấy chục cm, nếu không là bữa tối nay lại có thịt linh dương rồi. Nhưng cha ông có câu ở hiền gặp lành. Trên đường trở về, John đã vô tình gặp được linh dương đực. Thế là thần không biết quỷ không hay tiễn nó về trời. Đúng là chuyện gì trên đời cũng có thể ăn rùa. John vui vẻ rồi lại cười lên ha hả. Nhân lúc chưa ai nhìn thấy, liền quay về doanh trại. Dùng cao dao sắc nhọn, chia thịt linh dương thành 18 miếng. Phần thăn nội ngon nhất được anh hun khói theo cách của người xưa. Màn đêm buông xuống, John liền ngồi bên bếp lửa để ăn lẩu. Anh ăn 5 quả trứng cút linh dương để lấy lại sinh lực, còn phần đùi to béo ngậy thì để phần cho sáng mai. John cầm miếng thịt vừa mới nướng xong còn nóng, bên ngoài mềm, bên trong giòn, ăn chẳng khác gì thịt bò. Hơn nữa hàm lượng protein vô cùng lớn. Chỉ trong vòng mấy chục tiếng, một mình John đã ăn hết mấy chục cân thịt linh dương. Cơm no rượu say, John liền chèo thuyền ra biển một vòng.
xem mình có vớt được con cá mập chết nào không. Nhưng vừa đi được một chút thì trời nổi mưa to gió lớn. Nhìn con sóng cuốn về, John vội vàng bỏ chạy giữ lấy cái mạng. Vì muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, John quyết định dùng da dê để làm đệm lót giường. Lâu lắm rồi anh mới được nằm thoải mái như thế. Kế hoạch tìm cá mập không xong, John quyết định đi săn lợn rừng. Không ngờ ở gần đó lại có một cây xoài, không biết xanh hay chín, cứ quất một quả rồi tính tiếp. Hảo xoài luôn. Vừa cắn một miếng mà răng cửa đã bỏ nhà ra đi. Dù hơi cứng nhưng ăn vào vẫn rất cuốn nhà cả nhà ơi. Đêm nay chính là đêm cuối cùng của John ở đây. Dường như anh còn có nhiều điều luyến tiếc ở đây. Máy bay trực thăng chậm chậm hạ cánh trên đảo. Cuộc phiêu lưu của John đến đây là kết thúc. Trải qua hơn 20 ngày trên đảo, tóc và râu của John đều đã dài thêm mấy chục phân, trong khi răng cửa thì mất một cái. Được rồi, video hôm nay dừng lại ở đây thôi.